cho tập hợp quy số nào vậy? 1 2 3 chấm 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 đến nhiêu vậy? 55. Chốt giùm lợi coi những con số này là số gì vậy? Đó là số gì? Số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Số gì? Tự nhiên. Dạ, tự nhiên được ký hiệu bằng chữ gì? Chữ N. Còn số tự nhiên khác không thì là ký hiệu bằng chữ gì? N sao. N sao, chốt chưa? Vậy bắt đầu viết lại kiểu khác nào. Quy. Bây giờ nhớ luôn luôn là ghi chữ X hoặc là chữ N nha. X thuộc vào N, N. Chốt cái này chưa? Những thằng này là đều là số tự nhiên. Nên X thuộc vào số, thuộc vào N. Chốt chưa, lẹ lên. Giảng lại. Nó ngồi đó mơ mơ gì vậy trời? Hả? Đang nghĩ gì trong đầu? Không có nghĩ chứ. Đang nghĩ gì vậy? Nhìn tập trung thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến 55 là những số gì vậy? Tự nhiên. Số tự nhiên quy bằng x thuộc vào n nào? Chuẩn chưa? Y bằng x thuộc n nào rồi. Phần lớn người ta ghi là đây là chữ x. X thuộc vào số tự nhiên. Đọc là x thuộc số tự nhiên. Chốt chưa? X thuộc số tự nhiên. Rồi bắt đầu nhìn vô, x lớn hơn mấy? Lớn hơn 1. Lớn hơn 1 là sai rồi. Không. Đúng rồi. Nhỏ hơn mấy? 1. Nhỏ hơn 3. Nhỏ hơn 55. 55 là sai rồi, tại trong đây có lấy 55. Năm mấy? Không biết. 56. Sao 56? Bây giờ nhỏ hơn 56 của anh là 55 không? Nhỏ hơn 56 của anh là 55 không? Đúng không? Coi coi, nhỏ hơn 56 của anh là 55, 54, 53, 52, 51 không? Giả sử tệ nữa đi, quy bằng x thuộc n. Nhìn kỹ nè, nhìn hai cái đầu mút này giùm đỡ. X lớn hơn bằng bao nhiêu? 1. Nhỏ hơn bằng bao nhiêu? 55. Cách nào dễ hơn? Viết cách đó vô.